của chúng ta ngày hôm nay, với lời chúc là chúc anh chị sẽ đầu bạc răng long, đầu long răng bạc, đầu khạc răng long, đầu long răng khạc. Vâng, và em xin chúc anh chị sẽ trăm năm hạnh phúc bên nhau, sẽ có sớm có cháu bế cháu bồng và sẽ luôn luôn đạt được những niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình. Và không để các bạn chờ lâu, sau đây sẽ là bức thư tình đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Thank you.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Một sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú nhân dân El Cây với phần trình diễn của ca sĩ nghệ sĩ ưu tú nhân dân Thủ Tú. Và sau đây